Đây, em tiếp tục nhỏ cái dầu ba sam các bác nhé. Đây, cái lọ này em đã pha rồi, em nhỏ từ hôm kia hôm qua rồi. Mày tiếp tục em nhỏ nhé. Mỗi bên 2-3 giọt, mỗi ngày 4-5 lần. Giác vẫn phê các bạn, vẫn phê luôn, cày hết cái súng mũi. Cảm giác em ngủ ngon hơn các bạn, mà nó không bị ngủ điều hòa, nó không bị lạnh, không bị ấy nữa, không bị hắt hơi sổ mũi và không bị ra nhiều mũi nữa. Tại vì nó nhỏ xong này một tí nữa, bây giờ nó cay này, một tí nó khoảng 2-3 phút nữa bắt đầu mới xì ra một đống nhỉ mũi, dỉ mũi, thậm chí cả dỉ màu vàng luôn các bạn. Mà bình thường là chỉ có lúc nào mà đau mũi quá, có những cái lúc mà em bị nặng quá, em đau quá là động ở mũi đau, cảm giác không muốn cho ai động ở mũi mình ấy. Nó kiểu là sưng, nó tấy, nó viêm lên ấy. Trước khi đi ngủ em nhỏ tiếp cái dầu ba sam, cái chai dầu này, dầu ba sam em pha loãng ra như nước muối sinh lý em nhỏ nhá. Cho cái lên mặt coi nhá. Cái này có tác dụng là làm đẹp da này. Đấy, các bạn cứ massage. Thì da nó có mấy cái mụn ở đây. Thì tí thằn nhang này bôi vào cho nó da nhé. Sau khi em nhỏ được khoảng tầm 3-4 phút, bây giờ bắt đầu có hiện tượng là nước mũi bắt đầu chảy các bạn. Đấy, xì hơi liên tục. Kết quả sử dụng của em chỉnh nhỉ. Bình thường chỉ những ngày thật là lạnh này hoặc là làm điều hòa nó mới ra nước mũi được. Nên nhỏ cái dầu này vào một lúc nó cay xuống mũi rồi nó phê và nó chảy hết cái gì mũi ra. Nằm ngủ điều hòa là không có hiện tượng hắt xì hơi mấy nữa, nó giảm nhiều. Và sáng ra là không có xì mũi. Trước là sáng ra ngày sáng nào cũng phải một tràng, một cuộn giấy vệ sinh, giấy đa năng của giấy vệ sinh, mình dùng vệ sinh em dùng là dùng giấy đấy thôi, tiết kiệm, xì hết vào khoảng rồi, những nguyên xì mũi tuần là hết. À, không đến tuần, 3-4 ngày rồi, đấy. Bây giờ thì cứ nhỏ xong rồi nó xì ra như thế, xong rồi nó thuộc cảm thoải mái, mũi bứt chán nó không đau đầu nữa. Đấy, giờ đi ngủ nhá, mai em lại tiếp tục sử dụng. Các bác, chúc các bác ngủ ngon.